Độc lạ với chiếc xe tăng chở đầy ông già Noel khiến nhiều người sững sờ. Giáng sinh luôn đi cùng với sự hào hứng, là một lễ hội đầy màu sắc. Đây cũng là ý tưởng cho sự ra đời của những chiếc xe được trang trí với hình thù kỳ lạ. Thế nhưng có bao giờ bạn suy nghĩ rằng nếu xe tuần lộc bị hư thì ông già Noel sẽ di chuyển bằng gì chưa? Mới đây, một xe tăng chở đầy ông già Noel đã gây ra tình trạng hỗn loạn ở ngôi làng Anrarek ở Cornwall, Anh sau khi bị mắc kẹt tại một con đường nhỏ ở đây và cuối cùng phải nhờ tới cảnh sát giải thoát. Cư dân trong làng đã nổi giận khi con quái vật kim loại khổng lồ bị mắc kẹt và chặn lối vào những con đường được trang trí nổi tiếng của họ. Ian Jepson, một nhân chứng quay video về cảnh kẹt xe mùa lễ hội cho biết tắc đường diễn ra trong khoảng 2 tiếng. Trang Cornwall đưa tin một cảnh sát giao thông đã khuyên các ông già Noel không nên đi tiếp vì họ không thể tiến sâu hơn nữa. Tuy nhiên, chiếc xe tăng vẫn tiến vào và bị mắc kẹt. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhớ vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.